Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Hôm nay video clip này Sang sẽ chia sẻ cho mọi người một cái điều thú vị đến từ cái dòng loa Baramax Passion 2. Thì ở đây trước mặt mọi người chính là hai phiên bản, đó chính là Passion 2 và Passion 2C. Thì 2C là sao? 2C tức là phiên bản color, tức là phiên bản có nhiều màu sắc. Còn đối với Passion 2 thì đây là cái phiên bản có bọc da. Đó. Thì video clip lần trước mình đã có review cụ thể về hai con này rồi. Mình sẽ không nói về cái thiết kế hay là cái chất âm gì nữa, mà mình sẽ nói về cái điểm đặc biệt ở hai con này đang có. Đó chính là cái khả năng kết nối hai lo lại với nhau, đánh hiệu ứng stereo và sử dụng micro hát trên hai lo. Nó hoàn toàn nó không phải thông qua bất kỳ một cái thiết bị dây hoặc là amply nào cả. Cái điều này chính là cái điều mà hiện tại những nhà hàng hàng đầu như là Bose, JBL, thậm chí là Astro Voice vẫn chưa có trên lo của họ. Sở dĩ mình nói đây là một cái tính năng đặc biệt tại sao? Tại vì hiện tại như mọi người đã biết rồi, khi mà mọi người sử dụng hai con loa Bose để mà mọi người kết nối hai loa lại với nhau và hát karaoke trên nó thì mọi người cần phải thông qua một cái sợi dây. Và khi mà chúng ta thông qua một cái sợi dây như vậy thì nó chỉ đánh ra hiệu ứng mono thôi chứ không được stereo. Còn nếu như mà hay hơn, cao cấp hơn xíu thì thằng Electro Voice á, nó có khả năng đó là kết nối hai loa lại với nhau thông qua một sợi dây và ra hiệu ứng stereo. Tuy nhiên thì như vậy thì nó sẽ quá rườm rà. Thậm chí là chúng ta kết nối thêm một cái mixer nữa đó. Và cái việc kết nối mixer, kết nối dây trên Electro Voice như vậy thì nó quá phức tạp và không phải ai cũng làm được đó. Cái điểm đặc biệt ở con lo này đó chính là việc kết nối hai lo lại với nhau chỉ qua một nút bấm và qua một cách sách sóng đơn giản nhất, tiện lợi nhất mà ai cũng có thể làm được. Cái điều này chính là điều đặc biệt. Về cái kết nối hai lo thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái kết nối đơn giản lắm, dễ dàng, chỉ cần thông qua một nút bấm và một nút set thôi. Tiếp đến thì nói một xíu về cái ưu điểm của con này. Khi mà chúng ta có một lo, bạn chúng ta có một lo, thì khi mà chúng ta ra ngoài trời thì chúng ta có thể dễ dàng ghép hai lo lại với nhau, giúp cho hiệu ứng âm thanh nó lớn hơn. Đánh ngoài trời thì chúng ta đòi hỏi cần xíu về công suất, nó ra hiệu ứng stereo, đánh nghe nó sẽ hay hơn và cuộc chơi của chúng ta nó sẽ vui vẻ hơn. Còn nếu mà như chúng ta có một cái căn phòng nhỏ khoảng tầm 10-15 m² mà chúng ta không muốn phải đầu tư một cái bộ karaoke có âm ly này kia nhiều quá, chúng ta chỉ cần đầu tư hai lo thôi, kết nối hai lo thông qua cái khả năng qua led của con này đó. Và chúng ta chi phí khoảng tầm 15 triệu quay đầu thì chúng ta đã có được một cái bộ karaoke stereo hát trên lo rồi. Đó là một điểm đặc biệt nha mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ thao tác kết nối hai lo lại với nhau cho mọi người dễ hiểu hơn. Thì hiện tại mình đang có TV nên là mình sẽ kết nối trực tiếp từ TV thông qua Bluetooth. Tuy nhiên thì nếu như mà mọi người muốn ổn định hơn thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái ngõ như là ngõ optical của lo nè. Để mọi người có thể lấy nguồn nhạc từ TV xuống lo, nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều và nó kết nối dễ hơn. Còn bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth. Thì cái phương trình kết nối Bluetooth như sau. Đầu tiên thì mọi người hãy mở một lo trước cho mình. Mọi người hãy mở một lo trước ở đây. Đây, quay cho mọi người dễ thấy nha. Rồi, mở một lo trước. Hãy kết nối Bluetooth. Lo kêu mình kết nối Bluetooth. Tức là nó đã phát Bluetooth để mà các thiết bị khác nhận rồi. Bây giờ mình sẽ tìm ở trên TV. TV mình để coi. Đây, đã phát ra và TV bắt đầu nhận là Passion 2 nè mọi người. Mọi người kết nối. Kiếp kết nối. Sau khi đã kết nối được với TV rồi thì mọi người mở với mình cái lo thứ hai. Nó quay đây đi cho mọi người dễ hình dung. Đây. Lo thứ hai này mình mở giúp mình nha. Chỉ cần mở thôi. Hãy kết nối Bluetooth. Biết cái lo đã có tín hiệu rồi thì mọi người mở xong, mọi người đeo qua đây, qua đây lại, mọi người đè giúp mình cái nút mode này, kết nối hai loa. Mọi người nghe nó nói kết nối hai lo và có tin một cái, tức là nó đã kết nối hai lo lại với nhau rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử mở nhạc trên TV để cho mọi người có thể nghe được cái hiệu ứng stereo. Đây, đã kết nối rồi ha. Qua YouTube đi.
Ok mọi người, thì mọi người thấy được là mình đã kết nối hai loa lại với nhau hoàn toàn không phải thông qua bất kỳ một sợi dây nào cả. Đó, cũng không phải là một cái ampli nào mà kết nối trực tiếp nè. Đó. Đây. Đó. Hai loa ra hưởng stereo. Vừa rồi thì mọi người đã nghe nhạc trên hai loa thông qua stereo rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách kết nối chiếc micro này để hát trên hai loa này. Đó, khi mà chúng ta kết nối hai loa thì nó micro nó chưa có kết nối. Bây giờ chúng ta phải kết nối cho nó. Đó, mọi người hãy mở micro ra. Đó. Mọi người mở micro ra thì mọi người sẽ mở micro lên ha. Đây. Sau khi mở lên như vậy thì mọi người nhấn giúp mình cái nút set voice ở trên này nè, nút cộng nè. Đồng thời nhấn luôn cái nút power để luôn. Đó. Mọi người để luôn như vậy thì nó sẽ bắt đầu dò sóng lại. Đọc tí dò sóng lại. Đó, bây giờ nó đã kết nối hai loa nè. Alo. Hả? Một micro mà ra hai lo rồi ha. Thì micro còn lại mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. À, bây giờ mình sẽ hát thử cho mọi người nghe trên hai chiếc lo đánh stereo nha. Ôi con nhớ em chiếm về nơi nhà. Trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Ôi con nhớ em nụ hôn vội vàng nặng trôi hoa sen. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cái cách kết nối cũng như là cài đặt hát karaoke trên hai lo Bassin 2 rồi. Thì cũng không quên chia sẻ với mọi người, hiện tại thì Thiên Vũ đã có rất là nhiều cái mẫu Bassin 2 ở đây. Đó. Mọi người thấy được là Thiên Vũ có cái màu rim leather, tức là màu xanh nè. Đó, rim leather nè. Đó, rồi mình có màu beige nè. Đó, rồi màu phosphate blue, tức là màu xanh da trời. Đó, rồi có màu active white, màu trắng. Thì hiện tại thì các sản phẩm Bassin 2 này đang có trong cái chương trình tuần lễ Việt tại Thiên Vũ. Nếu mọi người quan tâm có thể bấm vào cái đường link phía bên dưới. Thì đặc biệt hơn ở con Bassin 2 này á, nó đang có chương trình ưu đãi giá đặc biệt. Mọi người hãy bấm vào số hotline Thiên Vũ để được cái mức giá vượt ngoài mong đợi của mọi người. Ok, thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Nếu hay hãy bấm like, subscribe cho kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.